Chào các bạn, mình là Chiến. Hôm nay Chiến sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn đi giải cấp tốc 182 cầu biển báo. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo, nối tiếp với video lần trước. Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định? Đối với câu hỏi này thì rất nhiều các bạn nhìn vào thấy ba biển vé đầy đủ các xe, các bạn chọn luôn đáp án số 4, cả ba biển là sai, mất điểm. Để giải những câu hỏi này, học với Chiến thì cực kỳ đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cho Chiến một vài các biển báo quan trọng là được. Đầu tiên đó là cái biển vé cái đầu xe ô tô. Ý nghĩa của biển này đó là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô. Một số các bạn học viên đang nhầm lẫn biển này là biển cấm xe con, nhưng nó không đúng. Các bạn nhớ cho Chiến, cấm xe con là biển báo vé hông của chiếc xe ô tô con. Đây mới là ký hiệu của ô tô con. Còn vé cái đầu ô tô là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô. Ô tô con, xe khách, xe tải, máy kéo, xe kéo rơ móc đều bị cấm hết khi gặp phải cái biển này. Và các bạn nhớ cho Chiến, đây là biển duy nhất cấm hết tất cả các loại xe cơ giới, toàn bộ ô tô. Khi các bạn đã hiểu được cái điều này, vậy thì nếu như thấy cái biển vé hai cái đầu ô tô, các bạn suy luận được nó là biển gì không ạ? Đó là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô vượt. Học biển báo không cần phải đi nhớ nhiều làm gì cho mệt, chỉ cần nhớ cho Chiến một vài cái biển báo quan trọng là các bạn có thể đi suy luận giải được rất nhiều các câu hỏi. Đây, Chiến lấy ví dụ như câu hỏi lúc nãy, biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định. À, như Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi, cấm hết các loại xe cơ giới, chỉ có duy nhất một biển, đó là biển vé cái đầu ô tô. Ở đây chúng ta sẽ chọn được ngay biển 1, gõ ngay cho Chiến phím số 1. Còn bạn nào muốn hiểu vì sao không chọn thêm biển 2 và biển 3 thì các bạn phải nắm được cho Chiến cái khái niệm xe cơ giới, đó là toàn bộ tất cả các loại xe ô tô. Biển nào cấm hết các loại xe cơ giới đi vào thì có nghĩa là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô. Đi phân tích thì Chiến vừa chỉ cho các bạn rồi, biển số 1 vé cái đầu ô tô là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô, xe nào cũng cấm hết. Nên chúng ta sẽ chọn được cái biển số 1. Còn biển số 2 vé chiếc xe tải và xe khách thì nó chỉ cấm xe tải, xe khách và những loại xe lớn hơn nó mà thôi. Xe con 4 chỗ, 7 chỗ vẫn được phép đi vào bình thường. Biển số 2 nó chỉ cấm một góc, một phần các xe cơ giới mà thôi. Không có phải là biển cấm hết toàn bộ tất cả các xe cơ giới. Chúng ta loại cái biển số 2. Còn biển số 3 vé cái xe kéo rơ móc thì nó chỉ cấm cái xe kéo rơ móc thôi. Nó cũng không có cấm xe ô tô con. Vậy thì biển số 3 cũng không phải là biển cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe. Chúng ta loại biển số 3. Đi phân tích thì các bạn đã hiểu vì sao phải chọn biển 1, đáp án số 1 chưa ạ? Nhưng mà nào đi phân tích cảm thấy rối thì chỉ cần nhớ Chiến một vài các biển báo quan trọng là được. Như biển vé cái đầu ô tô là cấm hết toàn bộ tất cả các loại xe ô tô. Học với Chiến, các bạn muốn học mẹ cũng được, các bạn muốn học hiểu, Chiến đều chỉ tận tình cho các bạn hết luôn. Đây, Chiến lấy ví dụ như ở câu hỏi này. Biển nào cho phép ô tô con được vượt? À, ở đây mặc dù chúng ta không biết biển số 1, biển số 3 ý nghĩa của nó là gì, nhưng chúng ta biết cái biển số 2 đó là biển cấm mọi loại xe ô tô vượt. Thì bằng cái phương pháp suy luận loại trừ, các bạn có thể dễ dàng tìm được đáp án đúng. Biển số 2 cấm tất cả ô tô vượt thì đương nhiên ô tô con sẽ không được vượt rồi. Nên đáp án nào chứa biển số 2, các bạn loại ngay cho tôi đáp án đó nhé. Đáp án số 1, số 2, số 4 chứa biển 2 trong đó, loại hết cho tôi ba đáp án này. Chỉ còn sót lại duy nhất đáp án số 3. Vậy thì chắc chắn đáp án số 3 là đáp án đúng rồi. Gõ ngay cho tôi đáp án 3 nhé. Các bạn thấy không ạ? Không cần phải nhớ hết tất cả các biển báo mới giải được. Chỉ cần nhớ một biển thôi, chúng ta vẫn có thể dễ dàng tìm được đáp án đúng nhé. Tiếp theo tôi sẽ lấy cho các bạn một ví dụ nữa để cho các bạn hiểu hơn về cách học mới này nhé. Biển nào không cho phép ô tô con vượt? Rồi, bây giờ nhìn lướt sơ qua ba cái biển báo này, thậm chí che biển số 1, che biển số 3 lại luôn, chúng ta vẫn có thể dễ dàng tìm được ngay đáp án đúng. Bởi vì cái biển số 2 là biển cấm mọi loại xe ô tô vượt. Đương nhiên xe ô tô con sẽ không được phép vượt khi nhìn thấy biển số 2 rồi. Các bạn chọn ngay cho tôi biển 2, đáp án 2 nhé. Tiếp tục một ví dụ nữa nha các bạn. Biển nào xe ô tô con được phép vượt? Biển số 2 chúng ta không biết là gì, nhưng chúng ta biết cái biển số 1, đó là biển cấm mọi loại xe ô tô vượt. Vậy thì hỏi về cái biển ô tô con được phép vượt, các bạn phải loại cái biển số 1 ra. Đáp án số 1 chứa biển 1 cũng loại luôn cho tôi. Chỉ còn sót lại duy nhất mình đáp án số 2 thì chắc chắn 100% đáp án số 2 nó là đáp án đúng rồi. Gõ ngay phím số 2 cho tôi nhé. Các bạn có thấy cái hiệu quả của phương pháp này chưa ạ? Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Ở đây sẽ có hai câu hỏi rất giống nhau. Các bạn học viên hay bị nhầm lẫn giữa biển báo khoảng cách thực tế và
chiều dài đoạn đường. Vậy làm sao để giúp cho bạn không bao giờ nhầm lẫn, không bao giờ sai ở các câu hỏi dạng này nữa? Vấn đề ở đây giải quyết cực kỳ đơn giản thôi. Ở cái mục mẹo phần biển báo cấm, trong cái mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc 600 câu hỏi, Chiến có soạn sẵn cho các bạn cái khẩu quyết để giải các câu hỏi dạng này rồi. Ở cái mục số 9 tôi đã ghi sẵn cho các bạn rồi. Ở đây các bạn chỉ cần nhớ Chiến một cái biển thôi. Hỏi chiều dài đoạn đường là chọn biển 20 tiền thẳng đứng. Hình ảnh minh họa Chiến có in sẵn cho các bạn ở đây nhé. Để giải nhanh những câu hỏi thuộc phần biển báo cấm, các bạn chỉ cần nhớ Chiến một vài các khẩu quyết, các mẹo mà Chiến đã soạn sẵn cho các bạn ở trong này là được. Còn bạn nào muốn học hiểu, muốn đi phân tích thì quy tắc cấm nhỏ là cấm lớn không cấm nhỏ, ý nghĩa của các biển báo quan trọng, thậm chí là toàn bộ ý nghĩa của tất cả các biển báo giao thông phổ biến thì Chiến có tổng hợp và in sẵn cho các bạn tất cả ở trong này luôn. Đây là hệ thống ý nghĩa của các biển báo cấm phổ biến, còn đây là ý nghĩa của các biển báo hiệu lệnh và chỉ dẫn. Phần vạch kẻ đường và các biển báo phụ thì Chiến cũng có in sẵn cho các bạn, nó sẽ nằm ở trong này hết luôn nhé. Đây là các câu hỏi để cho các bạn đi thực hành áp dụng các mẹo. Với bộ tài liệu của Chiến, các bạn muốn học hiểu cũng được, các bạn muốn học mẹo cũng có. Bạn nào không có nhiều thời gian để học hay là học không vào không nhớ, cần Chiến bổ túc kèm riêng 2-3 tiếng chỉ cho các bạn các mẹo để đối phó vượt qua được kỳ thi trước mắt, cả về lý thuyết lẫn mô phỏng, hoặc là cần mua bộ mẹo giải nhanh ôn thi cấp tốc thì các bạn cứ liên hệ với Chiến theo số điện thoại hay là số Zalo ở trên màn hình, Chiến sẽ hỗ trợ cho các bạn. Trong quá trình học có gì không hiểu thì các bạn cứ nhắn tin qua Zalo, Chiến sẽ giải đáp cho các bạn các thắc mắc. Và bây giờ Chiến sẽ tiếp tục chỉ cho các bạn vận dụng các mẹo của Chiến để đi thực hành giải các câu hỏi nhé. Ví dụ như ở câu hỏi này, biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe? À, ở đây chúng ta không biết biển nào là biển khoảng cách thực tế, không biết biển số 2 ý nghĩa tác dụng của nó là gì, thậm chí che luôn biển số 2 lại. Nhưng chúng ta biết cái biển số 1, thấy hai cái mũi tên đi lên là báo hiệu chiều dài đoạn đường. Vậy thì hỏi về biển khoảng cách thực tế, chắc chắn các bạn phải loại cái biển số 1 ra rồi. Đáp án nào chưa biển 1, các bạn loại ngay cho tôi nhé. Đáp án số 1, có biển 1, bỏ. Đáp án số 3, cả hai biển có biển 1 trong đó, chúng ta cũng loại luôn. Chỉ còn sót lại duy nhất đáp án số 2, chúng ta gõ ngay đáp án 2 cho tôi nhé. Không cần phải nhớ nhiều biển làm gì cho mệt, chỉ cần nhớ một vài biển quan trọng là chúng ta có thể suy luận tìm được ngay đáp án đúng mà thôi. Học sẽ rất nhẹ đầu. Rồi, tiếp tục một ví dụ nữa nhé. Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe? À, tôi vừa chỉ cho các bạn rồi. Thấy biển nào mà xuất hiện hai mũi tên thẳng đứng, biển đó là báo hiệu chiều dài đoạn đường. Nhớ được điều này thì chúng ta có ngay được đáp án rồi. Ở đây sẽ là biển 1, đáp án số 1 nhé. Tiếp tục một ví dụ nữa nha các bạn. Biển phụ dưới biển cấm bấp còi có ý nghĩa gì? Quan sát biển này các bạn thấy gì đặc biệt ạ? À, thấy xuất hiện hai cái mũi tên thẳng đứng thì có nghĩa đây là biển báo hiệu chiều dài đoạn đường. Vậy thì tác dụng của biển này sẽ là chiều dài đoạn đường cấm bấp còi từ nơi đặt biển nha các bạn. Đáp án số 2 các bạn chọn ngay cho tôi thôi. Thấy hai mũi tên đi lên là cứ đáp án nào liên quan tới chiều dài đoạn đường là chọn ngay cho tôi nhé. Ok chưa ạ? Tiếp tục một câu hỏi nữa nha các bạn. Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bóp còi hay không? Ở đây quan sát thì các bạn thấy có biển cấm bóp còi, bên dưới là hai cái mũi tên đi lên 500m. Thì có nghĩa chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này sẽ không được phép bóp còi nhá. Các bạn chọn cho tôi đáp án số 2 nha các bạn. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Đối với câu hỏi này, để học hiểu đi phân tích thì các bạn cần phải nắm được cái Chiến. Về bản chất, cái biển số 50 màu đỏ, đây là biển báo hiệu tốc độ tối đa cho phép. Còn ngược lại, nếu như các bạn thấy cái biển nền màu xanh, số màu trắng, thì đây là biển báo hiệu tốc độ tối thiểu. Để cho các bạn dễ hình dung hơn về hai cái biển này, khi chúng ta lưu thông trên đường cao tốc, các bạn sẽ thấy rõ ràng ý nghĩa tác dụng của nó. Ví dụ như ở đoạn đường này, hai cái làn ngoài cùng, các bạn thấy cái biển viên đỏ, nền trắng, số 120 thì có nghĩa đây là biển giới hạn tốc độ cao nhất mà các bạn được chạy trên hai cái làn này là đến 120 km/h nhé. Còn cái biển nền xanh số 80 thì đây là biển giới hạn tốc độ tối thiểu cho phép, bắt buộc xe của các bạn sẽ phải chạy với tốc độ cao hơn 80 km/h. Đó là cách áp dụng lên thực tế. Còn bạn nào sợ nhầm lẫn thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi cái điểm mấu chốt. Hỏi về tốc độ tối đa thì chọn biển viên đỏ nền trắng, còn hỏi về tốc độ tối thiểu thì chọn biển nền màu xanh. Vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng để đi giải các câu hỏi nhé. Như ở câu hỏi này, số 50 ghi trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? À, đây là biển viên đỏ nền trắng thì chắc chắn đây là biển
tốc độ tối đa cho phép. Còn đáp án số 2, tốc độ tối thiểu phải là cái biển nền màu xanh. Nên đáp án số 2 sai, các bạn loại cho tôi nhé. Học hiểu, phân tích thì đòi hỏi các bạn cần phải nắm được ý nghĩa của rất nhiều các loại biển báo. Còn những bạn nào không có nhiều thời gian, sắp thi gấp, không có thời gian để ôn luyện thì gặp phải những câu hỏi dạng này có một cái mẹo cực kỳ đơn giản cho các bạn. Đây, trên cơ soạn sẵn cho các bạn, nó sẽ ở cái mục số 6. Đó là các bạn thấy câu hỏi nào mà xuất hiện một trong hai cái biển số 50 và số 60 như hình vẽ ở đây thì các bạn cứ áp dụng ý kiến cái mẹo 5162. Thấy trên câu hỏi xuất hiện biển số 50 thì cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 1. Còn thấy xuất hiện biển số 60 thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến đáp án số 2. Bạn nào có nhiều thời gian thì các bạn học hiếu, bạn nào không có nhiều thời gian thì các bạn cứ áp dụng cho Chiến những cái mẹo mà Chiến đã soạn ra cho các bạn ở trong này nhé. Ok, bây giờ Chiến chỉ cho các bạn đi vận dụng. Rồi, ví dụ như ở câu hỏi này, nếu như bạn nào muốn áp dụng mẹo thì chúng ta sẽ không cần phải đi đọc câu hỏi, không cần đi phân tích đáp án làm gì cho mệt. Chỉ cần nhìn thấy biển số 50, nhớ ngay cho tôi câu khẩu quyết 5162. Thấy biển 50, chọn ngay đáp án số 1. Thấy biển số 60, chọn ngay cho tôi đáp án số 2. 5162 nha các bạn. 50 ý 1, gõ ngay đáp án số 1 cho tôi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích học hiểu để xem đáp án đúng của câu hỏi này có phải là đáp án số 1 không nhé. Biển nào là biển tốc độ tối đa cho phép vào ban đêm? Đối với câu hỏi này thì chắc hẳn bạn nào cũng nhìn thấy rõ ràng rồi. Biển số 1 ghi chữ đêm, số giờ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng thì chắc chắn đó là biển tốc độ tối đa về ban đêm rồi. Chọn biển số 1, đáp án số 1 nhé. Rồi, chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này chúng ta nhìn thấy biển số 60, chỉ cần 5 giây thôi, áp dụng cho tôi cái mẹo 5162. Nhìn thấy biển số 60 là cứ chọn ngay cho tôi đáp án số 2, không cần phải đi đọc, không cần đi phân tích, đảm bảo chính xác 100% nhé. Còn bạn nào muốn hiểu thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Thấy cái biển nền xanh thì chắc chắn đó là biển tốc độ tối thiểu nhé. Nó nằm ở đáp án số 2, chúng ta chọn ý số 2 cho tôi thôi. Còn đáp án số 1 nói là tốc độ tối đa, nó sai, chúng ta loại ý số 1 nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này, thấy biển số 60, cho các bạn 5 giây. Các bạn biết đáp án nào là đáp án đúng chưa ạ? Đương nhiên nó sẽ là đáp án số 2 nha các bạn. Cứ nhớ trong đầu mình cho tôi câu khẩu quyết 5162. Thấy biển 50 thì chọn ngay ý số 1. Thấy biển số 60 thì chọn ngay cho tôi ý số 2 nhé. Các bạn có đi đọc hiểu, có đi phân tích thì đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 2 mà thôi. Như ở đây, câu hỏi này, biển nào là biển báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá chỉ số ghi ở trên biển? Cái biển số 1 là biển báo hiệu khu đông dân cư, nó không có liên quan gì tới tốc độ ghi ở trên biển cả. Chúng ta loại cái biển số 1. Biển số 2 là biển hạn chế tốc độ tối đa, nên chúng ta chọn biển 2, ý 2 nhé. Đến với câu hỏi tiếp theo, biển báo này có ý nghĩa gì? Các bạn thấy số 70, viên đỏ, trên đó chỉ cho các bạn rồi. Viên đó là tối đa, nên xanh là tối thiểu. Ở đây chúng ta quan sát phần đáp án nào mà đề cập tới tốc độ tối đa, các bạn chọn ngay cho Chiến mà thôi. Đáp án số 1, tốc độ tối đa, gõ ngay phím số 1. Còn đáp án số 2, biểu thị tốc độ tối thiểu, phải là nền xanh. Chúng ta loại đáp án số 2 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày lẻ? Gặp phải những câu hỏi dạng này, có một cái mẹo cực kỳ đơn giản giúp các bạn chỉ cần đọc câu hỏi lên là biết ngay đáp án đúng. Vậy mẹo đây là gì ạ? Đây, ở cái mục số 5, trong phần mẹo biển báo cấm, Chiến có soạn và in chi tiết hết cho các bạn. Đó là các bạn thấy ba biển màu xanh như ở đây. Hỏi về dừng đỗ ngay lẻ thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến số 1. Hỏi về ngay chắn cứ chọn ngay cho Chiến số 2. Nhớ khẩu quyết lẻ là 1, chắn là 2. Đi áp dụng, ví dụ như gặp phải câu hỏi này, biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngay lẻ? Chiến vừa chỉ cho các bạn rồi. Ngay lẻ là chọn số 1. Các bạn gõ ngay cho Chiến đáp án số 1 mà thôi. Không cần đọc, không cần phân tích. Còn bạn nào muốn đọc hiểu, biển số 1 dấu huyền là cấm đỗ xe tất cả các ngày trong tháng. Ngay chắn, ngay lẻ đều sẽ cấm hết. Vậy nên chúng ta sẽ chọn được biển số 1. Biển số 2 có một gạch là cấm đỗ xe vào ngày lẻ. Chúng ta sẽ chọn được biển số 2. Biển số 3, hai gạch là cấm đỗ xe vào ngày chắn. Chúng ta sẽ loại biển số 3. Đi phân tích thì đáp án đúng của nó cũng vẫn sẽ là đáp án số 1. Học với Chiến, học mẹ cũng được hay học hiểu cũng được, Chiến sẽ đều chỉ cho các bạn hết. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Gặp biển nào người lái xe không được đỗ xe vào ngày chắn? Như Chiến đã nói rồi, áp dụng mẹo thì hỏi về ngay lẻ, chọn
số 1, ngay chắn chọn số 2. Vậy thì không cần phân tích nữa, gõ ngay cho Chiến đáp án số 2 mà thôi. Phân tích thì cũng giống như lúc nãy thôi, biển 1 là biển dùng chung, 30 ngày, ngày chắn, ngày lẻ đều cấm hết. Chúng ta chọn được biển 1, biển số 2 cấm đỗ xe vào ngày lẻ thôi, không có cấm vào ngày chắn, vậy nên chúng ta loại biển số 2. Biển số 3, hai gạch là cấm đỗ xe vào ngày chắn, chúng ta chọn được biển số 3 nữa. Có phải đáp án đúng ở đây cũng vẫn sẽ là đáp án số 2, biển 1 và biển 3 không ạ? Đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu như trong quá trình làm bài thi, các bạn thấy câu hỏi nào mà xuất hiện ba cái biển hình tròn rống như ở đây, nếu như không có thời gian để phân tích học hiểu, thì Chiến cũng có một cái mẹo để giúp các bạn chỉ cần nhìn vào hình ảnh là có thể biết được ngay đáp án đúng. Vậy cái mẹo ở đây là gì ạ? Đây, trong cái mục số 8 của tờ mẹo biển ba cấm, Chiến có ghi rõ cho các bạn ở đây. Đó là thấy câu hỏi nào xuất hiện ba cái biển hình tròn rống. Đây, Chiến in sẵn hình cho các bạn ở đây nhé. Nếu như các bạn nhìn thấy phần đáp án ghi con số là biển 1, biển 2 hoặc là biển 3, thì các bạn cứ chọn ngay Chiến ý số 2. Còn nếu như các bạn thấy đáp án mà không ghi cái số biển, ghi chữ không, thì cứ chọn ngay Chiến ý số 1. Không cần phải đi đọc, không cần phải đi phân tích làm gì cho mệt. Bây giờ Chiến chỉ cho các bạn đi vận dụng nhé. Ví dụ như ở câu hỏi này, thấy ba biển hình tròn rỗng, phần đáp án ghi con số biển 1, biển 2, thì các bạn cứ chọn ngay cho Chiến ý số 2 mà thôi. Còn bây giờ Chiến sẽ chỉ cho các bạn vì sao đáp án số 2, biển 1 và biển 3 nó là đáp án đúng. Thì cái nội dung của câu hỏi này đó là biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào. Muốn đi phân tích thì trước hết các bạn phải hiểu được cái Chiến. Cái biển hình tròn viên đó mà bên trong nó trắng xóa thì có nghĩa là đường cấm, cấm hết, cấm sạch. Còn bên trong nó vé cái gì thì nó sẽ cấm cái đó. Ví dụ như ở đây, vé chiếc xe mô tô nó là đường cấm mô tô. Vé chiếc xe tải nó là đường cấm xe tải. Vé ở bên trong hay là vé ở bên dưới thì tác dụng của nó cũng giống y chang như nhau, đều là đường cấm xe tải. Khi các bạn đã nắm được cái điều này thì đi phân tích giải câu hỏi vừa rồi. Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào? Biển số 1, vé chiếc xe ô tô thì nó là chỉ cấm ô tô thôi, mô tô vẫn được phép đi vào bình thường. Chúng ta chọn được biển số 1. Còn biển số 2, vé cái xe mô tô là cấm mô tô, cấm chính nó. Chúng ta sẽ loại cái biển số 2. Biển số 3, vé cái xe tải nó chỉ cấm xe tải thôi, mô tô vẫn được phép đi vào bình thường. Chúng ta sẽ chọn được biển số 3. Vậy nên đáp án đúng của câu hỏi này sẽ là biển 1 và biển 3, cũng giống như cái mẹo mà Chiến đã chỉ cho các bạn ngay từ đầu mà thôi. Hai phương pháp các bạn học hiểu cũng được, học mẹo cũng được nhé. Chuyển qua câu hỏi tiếp theo. Tiếp tục là câu hỏi thấy ba biển hình tròn rỗng. Nếu như áp dụng cái mẹo của Chiến, thấy phần đáp án ghi biển 1, biển 2, biển 3 thì không cần phải đọc phân tích nữa, chọn ngay cho Chiến ý số 2 mà thôi. Còn phân tích học hiểu, biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào? Cái biển số 2 là đường cấm, bên dưới vé chiếc xe mô tô thì có nghĩa là đường cấm xe mô tô. Đương nhiên xe mô tô sẽ không được phép đi vào rồi, chúng ta sẽ chọn được biển số 2. Tiếp tục Chiến sẽ lấy cho các bạn thêm một ví dụ nữa nhé. Tiếp tục là câu hỏi xuất hiện ba biển hình tròn rỗng. Áp dụng mẹo thì chỉ cần nhìn lướt sơ qua phần đáp án. Đáp án ở đây nó không có ghi biển 1, biển 2, biển 3. Vậy thì cứ chọn ngay cho Chiến ý số 1 mà thôi. Chắc chắn ý số 1 sẽ luôn là đáp án đúng. Ý nghĩa của ba cái biển này Chiến vừa mới chỉ cho các bạn rồi, đó là cấm những loại xe ở biển phụ đi vào nhé. Trên đây là phần thứ hai video hướng dẫn cho các bạn đi giải cấp tốc 182 câu hỏi phần biển báo. Chiến chia sẻ ra đây, hy vọng các bạn sẽ vận dụng để làm bài thi thật tốt. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video lần sau.